Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông à, Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi mậu dần sinh năm 1998 nữ mạng trong 6 tháng đầu năm 2024 năm giáp thìn Dự báo trong 6 tháng đầu năm 2024 sẽ có những cái tháng cực kỳ may mắn và cát lợi với những người tuổi mậu dần sinh năm 1998 Chỉ cần quý vị biết nắm bắt lấy cái cơ hội thì có thể là gì chuyển mình một bước trở nên giàu có sau một đêm Vậy thì đó là những cái cơ hội gì và nó đến và những cái thời điểm nào? À, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. À, quý vị thân mến, bây giờ chúng ta cùng xét về cái lá số tử vi của những người tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 nữ mạng trong 6 tháng đầu năm 2024 năm Giáp Thìn. À, như quý vị đã biết, ấy, những người tuổi Mậu Dần là những người có năm sinh là 1998 có thiên can là mậu, địa chi là dần. Người này có lá số là dương nữ, có ngũ hành, bản mệnh là thành đầu thổ, có cung mệnh là cung khôn thuộc thổ, được gọi là quá sơn chi hổ, có nghĩa là hổ qua rừng, có xương con cọp, tướng tinh con thường luồng, con nhà huỳnh đế, phú quý. À, thưa quý vị, thì để xét về cái vận trình của những người tuổi mậu dần trong 6 tháng đầu năm 2024 ấy, năm giáp thìn ấy, thì đầu tiên chúng ta cũng cần phải xét một chút về tổng quan vận hạn của năm để từ đó quý vị sẽ đưa ra được những luận đoán chính xác cũng như là nắm bắt được những cơ hội để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình. À, thì quý vị đã biết đấy, năm 2024 nó rất thìn chúng ta có dần gặp thìn đúng không ạ? Dần gặp thìn là nó là cục diện khắc thái tuế đúng không ạ? Dần mộc khắc thìn thổ. Vậy nên trong cái năm mà gặp cục diện xung khắc này thì nó cũng sẽ xảy ra nhiều cái xáo trộn, nhiều cái bất lợi trong cuộc sống cũng như là trong công việc À, chịu tác động của cục diện là gì khắc thái tuế vậy nên là trong thời gian này thì dường như là cái vận may nó đang quay lưng với những người tuổi mậu dần à, công việc của các bạn có nhiều dấu hiệu bất ổn sự hiếu thắng của các bạn khiến các bạn đưa ra những quyết định vội vàng và dẫn đến những cái sai lầm bao nhiêu dự định tốt đẹp thì tan vỡ chỉ còn lại những cái hậu quả nặng nề khiến cho công sức bị đổ bể nói chung ấy, trong cái năm 2024 ấy, cũng không phải là cái thời điểm thích hợp để quý vị tiến hành những kế hoạch đầu tư kinh doanh Đại. Tài khí có thể là hao tổn do cái hung tinh Nó rất là lớn à, Nói chung ấy tốt nhất là nên giữ tiền trong túi Có những cái cơ hội tưởng chừng như ngon ăn Nhưng mà mọi chuyện lại không hề đơn giản như vậy Rất dễ thất thoát tiền bạc của của quý vị Vì thế trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, Thì những người tuổi mậu dần nữ mạng Quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế Để nghênh đón thái tuế, nghênh đón cái vị thần sát lớn nhất trong năm à, Giúp quý vị có một năm bình yên may mắn, tài lộc dồi dào À, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài thái tuế mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mậu dần sinh năm 1998 nữ mạng. À, thưa quý vị, bên cạnh đó chúng ta cùng xét về cái cục diện là thiên can. Chúng ta có mậu gặp giáp thì nó là gì? là thất sát. Nó thất sát. À, cái cục diện thất sát nó xuất hiện trong lá số tử vi của những người tuổi mậu dần trong năm 2024 nó rất thiền ấy nó cũng cảnh báo là có những cái rắc rối khó đường khiến cho bản mệnh phải phiền lòng phải bận tâm nói chung ấy trong cái thời gian này quý vị cũng nên là cẩn thận trong công việc vì dễ có tiểu nhân tranh đấu gia chủ là những người thông minh năng động nhưng lại nóng tính nên là rất dễ bị lợi dụng đó sẽ là cái sơ hở để kẻ xấu có cơ hội phá hoại cái sự nghiệp mà các bạn đã xây dựng từ bấy lâu nay đó à bên cạnh đó cái địa chi thìn nó ẩn tàng ba thiên can là mậu quý và ất chúng ta có mậu gặp mậu thì nó là tỷ kiên Mậu gặp quý thì nó chính tài và mậu gặp ất thì nó là chính chính quan. Như vậy là gì? Trong cái thiên can lẻ tàng nó vẫn chứa những cái cát tinh nó chiếu mệnh đó. Vì thế chỉ cần những người tuổi mậu dần biết nắm bắt cơ hội và gì nhìn được cái thời cuộc ấy thì rất dễ có được cái may mắn đến với mình. À, chúng ta có mậu gặp mậu là tỷ kiên. Nói chung cái tỷ kiên nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi mậu dần nữ mạng trong thời gian này cũng trở nên cẩn thận hơn, trở nên chín chu hơn trong công việc à, quý vị cũng sẽ dễ dàng tìm được những cái cơ hội để làm ăn lớn và chính cái sự cẩn thận cái sự chỉn chu đó cũng sẽ gì giúp các bạn lọt vào mắt của lãnh đạo và từ đó cũng sẽ giúp cho công việc được thuận lợi hanh thông và may mắn hơn à, bên cạnh đó chúng ta có mậu gặp quý thì nó chính tài được cái câu diện chính tài nó che chở nó giúp đỡ vậy nên trong thời gian này thì con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi mậu dần 1998 nữ mạng thì rất là may mắn vận may thì đầy mình gia chủ đi làm thì rất chăm chỉ thật thà không thích làm ăn gian dối nên là cũng khá được lòng cấp trên và được lòng mọi người à, lúc khó khăn thì cũng được người được được gì mọi người đồng nghiệp nói chung là hỗ trợ giúp đỡ giúp cho công việc được hoàn thành đúng tiến độ đúng thời hạn à, để gì à, từ đó cũng có nhiều cái cơ hội được thăng quan tiến chức và tăng lương tăng thưởng à, thêm nữa chúng ta có mậu gặp ất thì nó là chính quan à, công việc của những gia chủ tuổi mậu dần cũng thuận lợi hơn nhờ được chính quan nó giúp sức các bạn đi làm với tinh thần vui vẻ phấn khởi học hỏi được rất nhiều điều bổ ích à, quý vị là những người không ngại đón nhận khó khăn à, những người sắp thi cử xin việc hay là bầu cử sẽ được quý nhân đứng sau nâng đỡ mọi sự sẽ may mắn và hanh thông đó vì thế để gia tăng thêm cái vận may do cái các những cái tinh tỷ kiên chính tài và chính quan nó mang lại cũng như là để hóa giải cái cục diện là thất sát và cái khắc thái tuế thì những người tuổi mậu dần nữ mạng quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống hóa giải những xung khắc những thị phi những họa tiểu nhân áng hại từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi tiền bạc tài lộc nó cũng sẽ ùn ùn kéo đến à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mậu dần sinh năm 1998 nữ mạng. À, thưa quý vị, à, bên cạnh đó thì chúng ta cùng xét về cái tổng quan vận hạn của năm. Thì những người tuổi mậu dần nữ mạng năm nay là 27 tuổi. 27 tuổi gặp cái sao hạn, sao hạn là cái sao thủy diệu và cái hạn năm là cái hạn toán tận. Nói chung ấy, trong năm 2024 ấy, thì gặp cái sao hạn là sao thủy diệu thì đây là cái sao tốt nó chủ với cái chuyện tài lộc hỷ sự à, trong nhà thì có nhiều cái chuyện vui có điều cái sao này nó kỵ nhất vào cái tháng tư và cái tháng 8 âm lịch à, tháng tư là tháng kỷ tỵ và tháng 8 là tháng quý dậu đây là hai tháng mà quý vị cần phải hết sức lưu tâm à, trong cái năm 2024 nó giáp thìn ấy thì nói chung ấy à, cái sao thủy diệu nó chiếu mệnh thì quý vị cũng cần phải cẩn thận trong cái đường là sông nước hạn chế đi du lịch vùng biển vùng sông suối vì dễ gặp những bất chắc nói chung ấy quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm nhé hết sức lưu tâm đặc biệt là vào tháng 4 và tháng 8 lịch và bên cạnh đó thì quý vị gặp cái hạn năm là cái hạn toán tận cái hạn toán tận đúng không ạ nói chung cái hạn toán tận nó là một cái hạn nó chủ về hao tài tốn của ốm đau bệnh tật à, ra ngoài thì cần phải cẩn thận tai nạn xe cộ gây ra nó nguy hiểm đến tính mạng hay là vì tiền mà bỏ mạng vì thế mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý nhé và để hóa giải hai cái sao này đi thì những người tuổi Mậu dần sinh năm 1998 đầu năm quý vị nếu mà có điều kiện thì làm một cái nghi lễ gọi là ngưng sau giải hạn đầu năm. À, bên cạnh đó quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là vạn phúc chi nhân. À, vạn phúc chi nhân là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật nó được làm bằng bạc đó. À, ở, nói chung là ở trên nó có hình chữ vạn của nhà Phật, chữ vạn của nhà Phật tượng trưng cho vạn điều may mắn, vạn sự cát tường và ở dưới nó là một cái viên đá ruby, đá ruby là một cái loại đá quý trong phong thủy đấy. À, khi mà Mang theo bên mình thì nó sẽ giúp gia tăng cái năng lượng dương may mắn và sẽ giúp cho quý vị được gì Hành thông thuận lợi trong mọi việc. Đặc biệt đây là cái vật phẩm phong thủy chuyên để hóa giải những cái vận hạn xấu của năm như là cái sao thủy rượu, cái hạn toán tận, cái hạn thiên la địa võng la hầu kế đô vân vân. Đó à, giúp quý vị có một năm bình yên may mắn, tài lộc dồi dào, giúp quý vị tịnh tâm an nhiên và đưa ra được những quyết định sáng suốt đúng đắn hơn trong công việc cũng như là trong cuộc sống. À, cái vận phúc chi nhân đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vạn phúc tri nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mậu dần sinh năm 1998 nữ mạng. À, thưa quý vị, à, như vậy là chúng ta đã vừa xét xong cái vận trình tổng quan của những người tuổi mậu dần sinh năm 1998 nữ mạng. Bây giờ chúng ta cùng gì? dựa vào cái vận trình tổng quan này chúng ta xét chi tiết từng tháng xem là may mắn nó sẽ đến với những người tuổi mậu dần nữ mạng trong tháng nào. À, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thì tháng đầu tiên chúng ta xét là tháng riêng là tháng bính dần ấy tháng bính dần chúng ta có dần gặp dần nó là tỷ hòa đúng không ạ vậy trên là sức khỏe trong thời gian này cũng ổn định và các mối quan hệ thì nó cũng gì nó cũng sẽ gì bình bình nó cũng gì đang đi lên và không gặp nhiều cái xung khắc thị phi à, thêm nữa chúng ta có mậu gặp bính thì nó là thiên ấn à, được thiên ấn nó trợ lực nó giúp đỡ nên là trong thời gian này được thiên ấn nó trợ lực nên những người mà đang làm quản lý những người đang làm quản chức những người đang làm uh, đang, đang đang chủ động đang kinh doanh buôn bán đang làm quản lý ấy, thì sẽ được may mắn thuận lợi hơn. À, trên đường đi thì luôn có quý nhân phù trợ. Làm việc gì cũng khôn ngoan nhẹ bén. À, và gì chỉ cần các bạn khéo léo một chút nữa là có được cái thành công mỹ mãn. À, thêm nữa trong thời gian này cái địa chi dần ấy, dần thì chúng ta biết là nó ẩn tàng ba thiên can là giáp bính và mậu. À, chúng ta có mậu gặp giáp thì nó là thất sát, mậu gặp bính nó là thiên ấn và mậu gặp mậu thì nó là tỷ kiên. Như vậy là gì? Trong thời gian này thì nói chung ấy nó vẫn còn những cái hung tinh nó ẩn tàng. Vậy nên khuyên quý vị hãy cẩn thận với mọi việc, mọi cái dự định mà mình làm. Cái thất sát nó cũng sẽ gây ra những cái khó khăn. À, quý vị nên cẩn thận trong cái công việc vì dễ có tiểu nhân tranh đấu. À, gia chủ là những người thông minh, năng động nhưng lại nóng tính, đâm ra rất dễ bị kích động. Đó là cái sơ hở để cho kẻ xấu lợi dụng và gì tìm cách hạ bệ các bạn. À, thêm nữa chúng ta có mậu gặp bính thì nó là thiên ấn. Đó. Cái cục diện thiên ấn này nó cũng sẽ mở ra những cái may mắn. Đó. À, những người tuổi Mậu dần nữ mạng được thiên ấn nó trợ lực nó giúp đỡ nên là những người làm quản lý thì sẽ gặp được nhiều cái thuận lợi may mắn hơn. À, bên cạnh đó chúng ta có Mậu gặp Mậu thì nó là tỷ tiên, cái tỷ tiên nó xuất hiện trong lá số tử vi của những người tuổi Mậu dần, thằng cái, cái 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 tháng tháng riêng của mình ấy thì nó cũng báo hiệu là quý vị làm việc chỉ chu hơn cẩn thận hơn tỉ mỉ hơn nên là cái kết quả cũng khá là tốt và được lọt vào mắt xanh của của ban lãnh đạo, Đấy, của quản lý vì thế mà dễ có cơ hội được thăng quan tiến chức, tăng lương, tăng thưởng. đó. À, thêm nữa trong tháng này lại có lưu niên lọc tồn nó đau đến. vậy nên nó cũng sẽ rất có lợi cho những người làm quản lý, những người làm kinh doanh buôn bán, những người làm ăn ấy thì sẽ được lọc trời cho một cách bất ngờ. đó. bên cạnh đó lại có lưu niên bác sĩ nó là một cái sao tốt, nó chủ về cái sự thông minh sáng suốt. vì thế mà những người tuổi mậu dần ấy trong thời gian này cũng dễ đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn trong công việc và trong cuộc sống. À, quý vị phải lưu ý nhé, trong tháng này có lưu niên điếu khách nó sẽ mang lại những cái hung họa về tài vận Đấy, tài lộc thì nó bị suy giảm mà cái hung vận thì nó lại nhiều nên là quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm đó à, như vậy là gì trong tháng này về tổng quan vận hạn ấy, thì nó cũng khá là là một cái tháng khá là tốt nhá khá là tốt với những người tuổi ấy, mậu dần nữ mạng à, tiếp theo chúng ta xếp tháng 2 tháng 2 lịch là tháng đinh mão tháng đinh mão à, chúng ta có dần dần gặp mão thì nó là nó là câu chuyện tỷ hòa đúng không hơn nữa lại được dần mão thìn ở tam hội vậy nên trong thời gian này cái sức khỏe sức khỏe thì nó ok này đúng không? và các mối quan hệ thì do các cục diện tam hội nâng đỡ nên là quý vị sẽ gặp được cái vận quý nhân à, quý nhân sẽ tương trợ giúp đỡ giúp cho các bạn có nhiều cái cơ hội gặp gỡ được với những người quyền thế gặp gỡ được nhiều đối tác nhiều khách hàng đầy triển vọng từ đó sẽ mở rộng cái mối quan hệ của mình và gì nâng cao được cái may mắn về vận trình tiền bạc tài lộc về sau à, thêm nữa chúng ta có mậu gặp đinh thì nó là chính ấn cái chính ấn nó xuất hiện trong cái thời gian này thì nó cũng sẽ khiến cho những người tuổi mậu dần ấy nói chung ấy trở nên là gì à, có quyền thế có, có 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 được cái tiếng nói có được cái địa vị của mình bên cạnh đó nhờ được chính ấn xoay đường chỉ lối mà những người tuổi mậu dần ấy cũng sẽ dễ dàng đi đúng đường đúng hướng mà không tốn quá nhiều thời gian tiền bạc khi mà tiến hành những cái nhiệm vụ mới nói chung là các bạn sẽ rất hứng thú bắt tay vào công việc đấy và cái kết quả nó cũng sẽ rất là khả quan. À, bên cạnh đó chúng ta có địa chi mão nó ẩn tàng thiên can là ất chúng ta có mậu gặp ất thì nó là chính quan nó là chính quan được chính quan nó xuất hiện vậy nên là trong thời gian này quý vị cũng gặp khá nhiều cái may mắn nói chung là con đường công danh sự nghiệp tiền bạc thì cũng khá là thuận lợi hanh thông à, các bạn đi làm với cái tinh thần vui vẻ phấn khởi và sẽ gì truyền được cái năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh à, giúp cho công việc được thuận lợi và may mắn nhiều hơn à, trong tháng này thì quý vị cũng cần phải lưu ý có lưu niên kình dương đấy, và cái trực phù kình dương nó là một cái hung tinh nó là một cái ác tinh đó. Còn cái trực phù này nó cũng là một cái sao xấu Nó chuyên về cái sự do dự lằng nhằng đấy Vì thế mà quý vị cũng cần phải cẩn thận nhé Đưa ra cái quyết định nhanh trong cái thời gian này à, Bên cạnh đó lại có cái lưu niên lực sĩ Lực sĩ là một cái sao tốt là hộ thần của Thái Tuế đó, Nó cũng sẽ giúp cho quý vị có được cái may mắn Và thể hiện được cái quyền uy cái tiếng nói của mình như vậy cái tháng 2 này cũng là một cái tháng khá là ok nhé, khá là ok, khá là tốt đấy, là tốt với những người tuổi, tuổi mậu dần. À, tiếp theo chúng ta cùng xét tháng 3 là tháng Mậu Thìn tháng Mậu Thìn chúng ta có dần gặp Thìn nó là cục diện khắc Thái Tuế đúng không ạ như vậy là gì à, khắc Thái Tuế thì công việc nó sẽ khó khăn gặp nhiều trắc trở sức khỏe thì nó sẽ bị suy giảm đúng không ạ và cái thứ hai là các mối quan hệ nó cũng sẽ dần dần nó đi xuống à, thêm nữa là trong thời gian này chúng ta có Mậu gặp Mậu nó là tỷ kiên à, mặc dù là không được Thái Tuế đó nó hỗ trợ nhưng mà quý vị lại gì À, biết là cẩn thận hơn, làm việc chỉn chu hơn, nên là công việc nó vẫn được tiến triển thuận lợi. Mặc dù có vất vả đôi chút nhưng mà gì cái kết quả đạt được cũng khiến cho à, cấp trên, lãnh đạo cũng như là đồng nghiệp mọi người đều phải gì nể mình và khâm phục. À, thêm nữa trong tháng này thì chúng ta có địa chi thìn ẩn tàng ba thiên can là Mậu quý và Ất. À, chúng ta có Mậu gặp Mậu là tỷ kiên, à, Mậu gặp Quý thì nó là chính tài và Mậu gặp Ất thì nó là chính quan. Như vậy là trong tháng này thì nói chung ấy được tỷ kiên nó nâng đỡ nên là trong thời gian này quý vị sẽ làm việc cẩn thận hơn, chỉn chu hơn và kết quả công việc cũng sẽ đạt được à, những cái bước tiến mới. À, bên cạnh đó lại có chính tài nó hỗ trợ, nó báo hiệu là quý vị nên tập trung vào công việc chính ấy, thì cái tài lộc của các bạn cũng không hề không hề nhỏ chút nào cả. À, chỉ cần quý vị tập trung vào công việc và không xa đà vào những cái 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 chuyện ngoài luồng ấy thì cũng sẽ rất dễ đạt được những cái thành công mỹ mãn. À, thêm nữa, chúng ta có mậu gặp ất thì nó là chính quan. Cái chính quan nó xuất hiện nó cũng sẽ kéo theo những cái may mắn nói chung ý, công việc của gia chủ tuổi tuổi mẫu dần ấy cũng được thuận lợi hơn nhờ được chính quan nó giúp đỡ các bạn đi làm với cái tinh thần vui vẻ phấn khởi học hỏi được rất nhiều điều không ngại đón nhận những khó khăn những người mà sắp đi thi cử xin việc cũng sẽ gì được quý nhân đứng sau nâng đỡ mọi sự sẽ được Hanh thông thuận lợi nói chung đây là một cái tháng cũng khá may mắn các bạn quý vị lại được cái lưu niên thanh long hỗ trợ nữa cái thanh long nó là một cái sao tốt nó chủ về cái sự may mắn tài lộc đấy và hóa giải những cái vận xấu vì thế mà đây cũng là một cái tháng khá là tốt nhé khá là tốt nhá, khá là tốt với những người tuổi tuổi mậu dần đó. Tiếp theo chúng ta sẽ đến tháng 4 là tháng kỷ tỵ. Tháng kỷ tỵ chúng ta có tỵ hòa gặp dần mộc một khoản tương sinh, đúng không? Nhưng mà tỵ gặp dần nó là cục diện gì? vừa hình vừa hại. Nhất là trong thời gian này thì những người tuổi mậu dần ấy, nói chung ấy gặp phải cái cục diện là, là là lục hại này, thì quý vị cũng bị ảnh hưởng nhất định, dễ bị thị phi, dễ bị tiểu nhân quấy phá và gặp cái tai nạn hình thương một cách bất ngờ. Bên cạnh đó thì quý vị dễ gặp những chuyện bất an tài vận sự nghiệp thì khó có những bước phát triển đột phá được à, thêm nữa chúng ta có mậu gặp kỷ thì nó lại là kiếp tài lại được ông kiếp tài lâm vận nữa nên là quý vị cũng sẽ khá vất vả trên con đường công danh sự nghiệp à, công việc lúc nào cũng chật vật bận rộn lại hay có tiểu nhân nó đeo bám những người tuổi mậu dần ấy là những người khá nhiệt tình thẳng tính nhưng dễ bị lợi dụng đó vậy nên là đôi khi quý vị cũng xảy ra những hiểm khích với cấp trên với mọi người bên cạnh đó cái địa chi tỵ thì nó ẩn tàng ba thiên căn là bính mậu và canh. Đó. Chúng ta có mậu gặp bính thì nó là thiên ấn, mậu gặp mậu là tỷ kiên và mậu gặp canh thì nó là thực thần. À, trong thời gian này thì quý vị biết đấy, mậu gặp bính nó là thiên ấn. Nói chung là được thiên ấn nó trợ lực nó giúp đỡ nên là một vài cái mục tiêu, một vài cái dự định, một vài cái kế hoạch của những người tuổi mậu dần cũng sẽ sớm trở thành hiện thực. À, từ đó cũng sẽ mang lại cái cắt lành và may mắn, tiền bạc thì cũng dễ kiếm hơn. À, thêm nữa mậu gặp mậu là tỷ kiên, thì nói chung ấy từ tháng riêng đến tận tháng tư thì những người tuổi Mậu Dần ấy là những người luôn cẩn thận tỉ mỉ và chi tiết nên là gì cái kết quả công việc nó đạt được cũng khá là thuận lợi. À, bên cạnh đó chúng ta có Mậu gặp Canh thì nó là thực thần được cái thực thần nó che chở nó giúp đỡ nên là trong thời gian này quý vị cũng có nhiều cái cơ hội để được giao lưu gặp gỡ với mọi người xung quanh à, cũng có được những cái cơ hội may mắn bất ngờ đến với mình đó à, chỉ cần trong thời gian này quý vị không ngừng cố gắng thì những cái may mắn đó nó sẽ đi theo những người tuổi Mậu Dần. À bên cạnh đó trong tháng tư quý vị cũng cần phải chú ý nhé à, quản lý tiền bạc thật cẩn thận do có lưu niên tiểu hao và cái thiên không nó ăn ngữ đó đây là một cái thời điểm mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý lưu tâm nhé đó. À, tiếp theo chúng ta xét đến tháng 5 là tháng canh ngọ tháng canh ngọ chúng ta có ngọ gặp dần nó là cục diện tam hợp nói chung là được cục diện tam hợp quý nhân nó tương trợ nó giúp đỡ nên là trong thời gian này cái vận trình tài lộc của những người tuổi dần cũng khá là dồi dào À, các bạn làm đâu thì tháng đó mang lại một cái khoản lợi nhuận dùng dình cho bản thân nếu mà những người tuổi dần mà đang ấp ủ những cái kế hoạch kinh doanh ấy, thì quý vị hãy bắt tay và thực hiện ngay vì cái tỷ lệ thành công trong thời gian này rất là cao do là quý nhân tương trợ giúp đỡ à, bên cạnh đó chúng ta có mậu gặp canh thì nó là thực thần đó. lại được thực thần nó trợ vận nên là trong thời gian này quý vị quấn lộc ăn uống dễ được người thân được bạn bè mời đi du lịch đi dự tiệc hoặc là gì đi tham gia vào những cái hội nghị lớn từ đó quý vị sẽ quen được với nhiều đối tác khách hàng đầy triển vọng và đặc biệt là những người mà làm nghề tự do ấy, với những người làm kinh doanh buôn bán ấy thì cũng sẽ gặp cái vận may đầy mình tiền bạc tài lộc thì nó cũng ào, ào đổ với túi bên cạnh đó trong tháng này chúng ta có ngọ thì nó ẩn tàng hai thiên can đinh và kỷ mậu gặp đinh thì nó là chính ấn mậu gặp kỷ nó là kiếp tài như vậy là gì cái chính ấn nó xuất hiện trong thời gian này nó cũng sẽ củng cố được cái vị thế cái địa vị cho những người tuổi tuổi mậu dần à, cái kiếp tài này thì nó khuyên quý vị là cũng cần phải cẩn trọng trong công việc vì vẫn còn cái họa tiểu nhân hãm hại vì thế để gia tăng thêm cái may mắn và hóa giải những xung sát thị phi này đi ấy, thì những người tuổi mậu dần hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mậu dần sinh năm 1998 nữa mạng. À, thưa quý vị, thì bên cạnh đó trong cái tháng 5 chúng ta có lưu niên tướng quân và cái tăng môn cái tăng môn nó chủ về cái sự tăng tóc buồn phiền và tướng quân nó chủ về cái sự gì lãnh đạo chủ về cái sự quyền uy vì thế mà trong thời gian này những người uh, tuổi mậu dần ấy, cũng thể hiện được cái sức mạnh của mình uh, đưa ra được những quyết định đúng đắn chính xác giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi hơn nên là đây cũng là một cái tháng khá là tốt nhé khá là tốt đối với những người tuổi mậu dần uh, tiếp theo chúng ta xét đến tháng 6 là tháng Tân Mùi. Tháng Tân Mùi chúng ta có dần mộc gặp mùi thổ, mộc thổ là xung khắc, sức khỏe thì đi xuống và các mối quan hệ thì nó cũng gặp nhiều cái trắc trở đó. À bên cạnh đó chúng ta có mậu gặp giáp thì nó là thương quan, lại được ông thương quan nó lâm vận nữa nên là quý vị cũng cần phải cẩn thận kẻo bị thôi việc, mất việc, mất chức giữ trường. Làm gì cũng phải có quyết tâm cao thì mới có được cái thành công đó. Ở à trong tháng này thì địa chi mùi nó ẩn tàng ba thiên can là kỷ, ất và đinh. Đấy, mậu gặp kỷ thì nó là kiếp tài rồi, đó. mậu gặp ất thì nó là chính quan và mậu gặp đinh thì nó là chính ấn. Nói chung mậu kỷ là kiếp tài, cái kiếp tài lâm vận nó cũng sẽ khiến cho À, công việc thì nó gặp nhiều cái trắc trở, nhiều cái khó khăn và à, lại dễ có cái họa tiểu nhân nó đấu đá nữa. À, thêm nữa là trong thời gian này thì quý vị có chính ấn ở à, chính quan nó tương trợ. À, đơn giản là gì? Nó cũng sẽ hỗ trợ phần nào đó cái công việc được thuận buồm xuôi gió nhiều hơn. Còn đâu mậu gặp đinh thì nó chính ấn ấy. cái chính ấn nó xuất hiện nó cũng báo hiệu là quý vị có được cái quyền lực, có được cái vị thế của mình. Thế là cái vị thế thì được cái quyền uy của mình nhá. À, trong cái tháng này thì lại có lưu niên thiếu âm và cái tấu thư lưu niên thiếu âm và tấu thư đây là hai cái sao tốt nó mang lại cái sự may mắn hỷ sự mang lại cái 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 vận trình hay thông thuận lợi đó vì thế đây cũng là một cái tháng mà quý vị cũng cần phải nhỉ? cũng, cũng cũng cần phải là lưu tâm một chút nhá vì là gì vẫn còn những cái hung tinh lớn nó ăn ngữ đó à, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi mậu dần sinh năm 1998 nữ mạng trong 6 tháng đầu năm 2024 năm giáp thìn à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.